Em chào các bạn quay lại shop đồ cô gia Khánh Tuấn nhé. Em chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 11. Hôm nay lại tiếp tục nâng bắp nuôi mồi câu. Hôm nay có mồi câu nua, mồi câu rích, mồi câu mực đầy đủ các loại size và đầy đủ các loại hãng. Và trước khi giới thiệu chi tiết, em giới thiệu qua số tổng của em là 0878690999. Chúng ta đã kiểm tra góc màn hình, bạn nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo. Em báo giá chung video chùm bí ship, mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000 và giảm ship code toàn quốc. Các bác kiểm tra thoải mái trước khi thay đổi tiền giúp em và giảm sẽ giới thiệu chi tiết từ sản phẩm. Tương tự mã số 1. Mã số 1 em sẽ được bằng một con mồi Minao đến hãng Lucky Grass nhé. Con mồi này có tên là Satisi, hàng nội địa made in Japan. Và con mồi này có kích thước dài 8cm, trọng lượng 8,6g, hàng lưu mới nguyên 100%. Bên trong có bi tống hỗ trợ đem xa đầy đủ. Con này sẽ dạng thế dài nhé, nặn sâu nhé. Và con này nưng còn nưng màu vàng đồng nhé, vàng đồng này, bộ trong bụng trắng này, có ghi là Satisi nhé. Và con này sử dụng 2 dãy nữa, hàng lưu mới nguyên 100%. Và ra đằng sau có thông tin thông số này. Mã quét đầy đủ nhất. Và có một mã số 1, một con mồi Minao thề dài đến hãng Lucky Grass có tên là Satisi, kích thước dài 8cm, trọng lượng là 8,6g. Con mồi mã số 1 này em sẽ để giá là 120.000 mã số 1 nhé. Tiếp tục mã số 2 em sẽ để ba con mồi Minao, một con mồi Minao đến hãng Lucky Grass, hàng nội địa made in Japan. Con mồi này có tên là Fonat Minao, dài 11cm và trọng lượng sẽ là 17,5g. Một con mồi Minao thề ngắn đấy, cũng hàng nước mới nguyên 100% nhé. Con này bên trong này có chỉ tống hỗ trợ nắp xe đầy đủ này. Nưng con này sẽ nưng màu vàng đồng nhé, đấy. Và có in vân bảy cá, bụng trắng nhé. Đấy. Và có in thông tin này, thông tin dưới đây nhé. Đấy. Một con mồi Minao dài 11cm, trọng lượng là 17,5g. Và ra là sau in thông tin này đầy đủ các loại mồi nhé. Có mã cái đầy đủ nhé. Made in Japan chuẩn luyện nhé. Mã số 2 em có một con mồi Minao thề ngắn, một con mồi có tên là Fonat Minao. Có kích thước dài 11cm, trọng lượng là 17,5g. Có mồi Lucky Grass hàng nội địa. Có mồi mã số 2 này em sẽ để giá là 120.000 mã số 2 nhé. Tiếp tục mã số 3 em sẽ đến bắt một mồi Pensy, một mồi quắc chanh đỏ đi nổi nhé. Con này tích hợp có măng này, cá ngão này, cá chẽn này, cực kỳ nhẹ nhé. Một mồi đến hãng Lucky Grass hàng nội địa made in Japan. Con mồi này có tên là Sammy, một mồi quắc chanh đỏ đi nổi nhé. Con mồi này có kích thước dài 10cm. Trọng lượng là 13,6g, con này con hàng lưu mới nguyên 100%. Bên trong thì có bi nhồi đấy nhé, Sammy nhé. Con này sử dụng 2 dãy nữa, nưng con này nưng màu cam đỏ này, bụng trắng nhé, hàng lưu mới nguyên 100%. Và ra là sau in thông tin này, đây nhé, đi chắc nhé. Câu cá măng này, cá ngão này, cá chẽm cực kỳ nhạy, mã cái đầy đủ nhé, hàng lưu nội địa. Mã số 3, một con mồi hoặc kinh đốc đến hãng Lucky Grass, một con mồi Sammy có kích thước dài 10cm, trọng lượng là 13,6g. Con mồi mã số 3 này em sẽ để giá là 140.000 mã số 3 nhé. Tiếp tục mã số 4 em sẽ đem con mồi tương tự, một con mồi hoặc kinh đốc, một con mồi Pensy đến hãng Lucky Grass, hàng nội địa made in Japan. Con mồi này có tên là Sammy này, có kích thước dài 10cm, trọng lượng là 13,6g, giống như con kia. Chứ còn lưng con này sẽ lưng màu đen này, có giải nhũ nhấp nháy đấy. Viền có in vân vẩy cá này, bụng trắng nhé, có ghi Sammy nhé. Và con này sử dụng 2 dãy nữa, bên trong có bi tống hỗ trợ em sai đầy đủ nhé. Đấy. Và ra là sau in thông tin này, thông tin hướng dẫn sử dụng đầy đủ nhé, mã phải đầy đủ nhé. Và có mồi mã số 4, con này em sẽ để giá là 140.000 mã số 4 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 5 em sẽ để có mồi Walking Dog tiếp theo, một con mồi Walking Dog đến hãng Lucky Grass. Con mồi này cũng có tên là Sammy này, con này sẽ size ngắn nhé. Con này có kích thước dài 8,5cm và trọng lượng là 12,6g nhé. Nước con này sẽ nưng màu đen này, cũng giải nhũ này nhé, đấy. Viền sẽ viền hơi màu xám này, bụng hơi màu xanh tím than nhé. Có anh tím than ấy, Sammy nhé, hàng nội địa made in Japan. Và ra là sau này, ra là sau in thông tin này, rồi mã phải đầy đủ nhé, hàng như mới nguyên 100%. Và có một mã số 5 này em sẽ để giá là 140.000 mã số 5 nhé. Tiếp tục mã số 6 em sẽ để bắt một con mồi Sinking, một con mồi Sinking chìm chậm đến hãng Lucky Grass. Một con mồi này có tên là Wonder nhé, và có kích thước là dài 8cm, trọng lượng là 11,5g. Một con mồi Pensy Sinking chìm chậm nhé. Đấy, khi bác giờ đầu cần thì nó sẽ đi chắc chìm nhé. Còn khi bác mà nhả đầu cần ra nó sẽ năng chìm chậm. Đấy. Và con này có giá niêm yết là 1.209 đi này. Đây này, giá khá cao. Đấy. Hàng niêm yết nguyên made in Japan. Một con mồi Sinking chìm chậm và ra sau này này. Đấy, có in thông tin nhé. Mã quét đầy đủ nhé. Và có mồi mã số 6, một con mồi Sinking chìm chậm đến hãng Lucky Grass có tên là Wonder này, có kích thước là dài 8cm, trọng lượng là 11,5g. Con mồi mã số 6 này em sẽ để giá là 130.000 mã số 6 nhé. Tiếp tục mã số 7 em sẽ đem vào một mồi VIP Bryson nhé. Con này đến hãng Lucky Grass này,
hàng nội địa Made in Japan, Made in Japan này. Đấy. Và cái mùa này có tên là LV100, LV100. Rồi in hình xin cái, hình cái nhé. Một có một cầu đáy, một cầu đáy đây đấy. Và này có sử dụng hai chân nữa này, bên trong có tiếng như này. Và có bi tống hỗ trợ em sai đủ này. Và có giá nó viết là 1220 yên, giá khá là cao đấy đấy. Và con này có kích thước này dài 6,5 cm, kích thước dài 6,5 cm này và trọng lượng là 12,5 gram, 12,5 gram nhé. Và có một mã số 7 này. Và rằng sau in thông tin nhé. Đấy, đấy. Đấy. Thông tin đầy đủ hướng dẫn sử dụng này, rồi là mặc cái đầy đủ, ok đủ nhé. Có mùi mã số 7, một có mùi nút Crash, một có mùi VIP Horizon. Con này có kích thước là dài 6,5 cm, trọng lượng là 12,5 gram. Con này em sẽ để giá là 100.000 mã số 7 nhé. Tiếp tục mã số 8 em sẽ đem có mùi VIP Horizon tiếp theo, một có mùi cầu đáy. Con mùi này đến hãng Nuki Crash này, hàng nội địa Made in Japan, nhé. Con mùi này có tên NV200 nhé. Đây là bụng Nuki này, NV200. Con này sẽ là màu xanh nhé, lưng màu xanh này, viền sẽ màu xanh nhạt này. Bụng cái bụng màu vàng nhé, cực kỳ là V200 nhé. Con này bên trong có bi tống hỗ trợ em sai đầy đủ này. Bên trong có phát tiếng nhé. Còn sử dụng hai chân nữa nhé. Con này có kích thước là dài. Con này không ghi kích thước các bạn. Con này không ghi kích thước dài. Con này dài cái dài chắc khoảng tầm sẽ đo này. Con này dài khoảng tầm 6-7 cm gì đó, dài 6-7 cm nhé. Và trọng lượng 18 gram. Hàng như mới nguyên 100%. Và ra sau hướng dẫn chi tiết này đấy nhé. Mã có đầy đủ, nhé. Và có một mã số 8, một VIP Horizon. Con này kích thước dài khoảng tầm 7 đến 8 cm và trọng lượng là 18 gram. Con này hàng lưu mới nguyên em sẽ để giá là 100.000 mã số 8 nhá. Tiếp tục chuyển sang mã số 9. Mã số 9 em sẽ đem vào con mồi VIP Horizon tiếp theo, một con mồi VIP Horizon nhé, đến hãng Nuki Crash. Con này có tên NV200 và có kích thước là dài 6,9 cm và trọng lượng là 21,5 gram nhé. Và hàng nội địa Made in Japan này, con này thì màu khá đẹp, lưng sẽ lưng màu nâu này, viền có in vân kiểu viên vân hổ nhé đấy, bông trắng này, có hiên NV300R nhé. Và con này sử dụng hai chân nữa này, bên trong có bi tống hỗ trợ em sai đủ này và có phát tiếng kêu khi kéo nhé. Phát con này tích hợp có nóc nheo chẽm nhé, cực kỳ nhẹ nhé. Đấy. Và ra sau in thông tin nhé, đây hướng dẫn sử dụng này, mã quét đầy đủ nhé, hàng lưu mới nguyên 100%. Mã số 9, một con mồi VIP Horizon đến hãng Nuki Crash, có tên NV300, hàng nội địa Made in Japan. Con này có kích thước là dài 6,9 cm, trọng lượng là 21,5 gram. Con mồi mã số 9 này em sẽ để giá là 100.000 mã số 9 nhé. Tiếp tục mã số 10 em sẽ đem một con mồi mina nhé, một con mồi Bờ Reze đây, một con mồi nào nhé. Con này thân ngắn này, thìa ngắn này. Và có giá em biết là 1.300 yên nhé. Đấy nhá, hàng nội địa Made in Japan, hàng như mới nguyên, chưa bóc tem nhé. Và con mồi này có kích thước của nó sẽ là dài, đây kích thước của nó con này sẽ là dài 7,8 cm, kích thước dài 7,8 cm nhé. Và trọng lượng là 92 gram nhé. Lưng con này sẽ lưng màu nâu này, viền màu trắng này, bụng trắng như đấy nhé. Bờ Reze SP hàng như mới nguyên nhé. Đấy. Và ra là sau khi thông tin công nghệ này, để mạo cái đầy đủ nhé, mạo cái đủ nhé. Và có mồi mã số 10, một con mồi min lao đến hãng Nuki Crash, một con mồi Bờ Reze có kích thước dài 7,8 cm, trọng lượng là 92 gram, hàng nội địa Made in Japan. Con này mồi mã số 10 em sẽ để giá là 100.000 mã số 10 nhé. Tiếp tục mã số 11 em sẽ để bao gồm một con mồi crank đến hãng Nuki Crash nhé. Con mồi này có tên là CP100 hàng lưu mới nguyên 100%, chưa có tem nhé, hàng nội địa Made in Japan. Và có giá nó biết là 1220 yên, giá khá là cao nhé. Và con mồi này có kích thước là dài 10 cm, kích thước dài 10 cm đấy, CP100 này kích thước dài 10 cm này. Và trọng lượng 11 gram, tích hợp con đánh gành này, câu hồng miêu nhú mú đều nhạy nhé. Con này lưng của nó sẽ lưng màu nâu vàng này, và viền bụng trên màu trắng đây, bụng trên bụng màu trắng có giải nhũ nhấp nháy nhé. Và có ghi tên là CP100 nhé, hàng lưu mới nguyên. Và răng sau này có in thông tin hướng dẫn sử dụng này, mã quét đầy đủ nhé. Và có mồi mã số 11, một con mồi crank đến hãng Nuki Crash, có tên là CP100, hàng nội địa Made in Japan, có kích thước dài 10 cm và trọng lượng là 11 gram. Con mồi này em sẽ để giá là 100.000 mã số 11 nhé. Mã số 12 sẽ đến vào con mồi crank tiếp theo, một con mồi crank đến hãng Nuki Crash. Con này có tên là CP200, con này thì sẽ thìa dài hơn nhé. Và bụng của kia CP200 nhé. Con này sử dụng hai chân nữa, bên trong có bi tống hỗ trợ em sai đủ. Và con này có hàng nội địa Made in Japan này. Và con này có tên là CP200 và trọng lượng con này sẽ là dài, trọng lượng sẽ là 12,2 gram, trọng lượng 12,2 gram nhé. Kích thước dài của tầm 7 cm nhé. Lưng sẽ lưng màu đen này, viền màu vàng này, có in vân vải gán này, bụng trắng nhé. Và cái CP200 sử dụng hai chân nữa nhé, bên trong có tiếng đầy đủ nhé, tiếng đủ nhé. Và ra sau hướng dẫn sử dụng này, đây là khoang bi nhé, đấy y thông tin nhé, mã vạch đầy đủ nhé. Thì có mùi mã số 12, một con mồi crank đến hãng Nuki Crash, có tên là CP200, có kích thước dài khoảng tầm 7 cm, trọng lượng là 12,2 gram, hàng nội địa Made in Japan. Mã số 12 em sẽ để giá là 120.000 mã số 12 nhé. Tiếp tục mã số
Tiếp tục mã số 13. Mã số 13 em sới địa bắc có mùi Bevisat, một cái mùi kiểu dạng sốt. Có mùi này đến hãng Nuki Grab, hàng nội địa Mỹ Nhật Bản, Nuki Grab Nhật Bản nhé, đây đây. Một cái mùi siêu mát này. Sốt đây Bevisat. Có mùi này có kích thước dài là dài 6 cm. Đây em sẽ cho xem này. Kích thước dài 6 cm và trọng lượng là 4,8 gram nhé. Đây. Đây, Bevisat FP nhé. Có nước của nó sẽ nâng ở màu hơi màu vàng, nâu vàng, viền trên viền hơi viền trắng vàng nhé. Đây nhé. Có chấm vàng như thế này, bụng trắng này có ghi tên đầy đủ nhé. Đấy. Con này bên trong có bi tống hỗ trợ làm sao đầy đủ và có hai dây nữa. Con này kết hợp câu cá cháp này, câu cá cháp cực kỳ nhạy, cháp cực nhạy đấy. Và ra là sau in thông tin công nghệ này, mã quét đầy đủ nhé. Hàng như mới nghiêm 100%. Mã số 13 một con mồi Sosat Bevisat đến hãng Nuki Grab, Hà Nội địa Mỹ Japan, có kích thước dài 6 cm, trọng lượng là 4,8 gram. Con này mã số 13 em sẽ để giá là 120.000, mã số 13 nhé. Tiếp tục mã số 14. Mã số 14 em sới địa ba một con mồi Bevisat tiếp theo. Một mồi Bevisat, con này size to hơn, size to hơn nhé. Con này là một con mồi Bevisat đến hãng Nuki Grab. Nuki Grab này, logo Nuki Grab này. Dưới này Nuki Grab này, Hà Nội địa Mỹ Japan. Đấy. Một con mồi thích hợp câu cá măng này, cá mú này, cá nhồng này, cá cháp cực nhẹ nhất. Và con mồi này có kích thước dài 7,5 cm, trọng lượng là 10 gram. Lưng con này sẽ lưng hơi màu nâu đen đấy. Viền bụng trong màu trắng, viền bụng màu trắng này có ghi là Bevisat. Bên trong con này có bi tống hỗ trợ em sai đủ nhá. Và con này có giá nó biết là 1.080 yên, tương đương vào tầm 180.000 giá thị hiện giờ. Và ra là sau nó cứ in thông tin công nghệ này, thông tin công nghệ này nhá, hướng dẫn sử dụng nhé. Mã có đầy đủ nhé, ok đủ nhé. Có con mồi mã số 13, một con mồi Bevisat, một con mồi này có kích thước dài 7,5 cm, trọng lượng là 10 gram, đến hãng Nuki Grab, hàng nội địa Mỹ Japan. Mã số 14 con này sẽ để giá là 100.000, mã số 14 nhé. Tiếp tục mã số 15. Mã số 15 em sới địa bắc có mồi đến hãng Evergreen, một con mồi đến hãng Evergreen nhé. Một con mồi này có tên là Fred Dato nhé, đây nhá. Fred Dato. Có ghi tên này. Con mồi này ở dưới này có ghi là CC Fred Dato nhé, Fred Dato đấy. Đấy. Và con mồi này có kích thước dài 6 cm. Kích thước thân của nó sẽ dài 6 cm này, trọng lượng 7,5 gram này. Con này kết hợp con đánh gành này, đánh gành đánh đầm nhá. Câu cá măng, cá mú hồng này, cá chạm cực kỳ đều nhạy, đều nhạy nhất. Con lưng con này thế này, nó có lưng màu kiểu tím than nhá, tím than nhạt. Đấy. Viền bụng trên màu trắng nhá. Ở dưới này có ghi tên đầy đủ nhá. Và con này sử dụng 2 dây nữa và con này bên trong này cũng có sử dụng bi tống hỗ trợ em sai đầy đủ nhá. Thì dài nhá. Đấy. Và con này có giá nó biết là 1.700 yên nhá. 1.700 yên, giá khá là cao nhé. Và có mồi này đằng sau in thông tin công nghệ đủ này, hàng nội địa Mỹ Japan nhé, có chữ ký đầy đủ nhé. Và có mồi này có mồi mã số 15, con em sẽ để giá 100.000, mã số 15 nhé. Tiếp tục mã số 16 con mồi tương tự này, một con mồi phép đắt to nhé. Con này thì màu sẽ màu đậm hơn, đây hai con này. Một con màu đậm, một con màu nhạt, nó sẽ màu đậm nhé, màu 6 này. Con này có mồi phép đắt to đến hãng Evergreen, Hà Nội địa Mỹ Japan và có giá nó biết là 1.700 yên, giá khá là cao nhé. Con này thì có kích thước dài 6 cm. Có kích thước dài 6 cm này, trọng lượng 7,5 gram. Con này lưng của nó lưng màu tím than như này. Bụng sẽ bụng màu trắng đây nhá. Có dập logo đầy đủ. Con này thì khá là dài nhé. Thì vào đánh đầm này, câu cá hồng miêu cháp nhồng như là cá hồng miêu này, cháp nhồng đều ghê, cá mú đều ghê. Trọng lượng là chỗ 7,5 gram. Và ra là sau này có in thông tin này, để chữ ký này, chuẩn mít in Japan, chuẩn lựa nhé. Thì có mã số 16, con này em sẽ để giá là 100.000, mã số 16 nhé. Tiếp tục mã số 17 em sẽ đem bác con mồi Crank, một con mồi Crank đến hãng Tiemco nhé, Tiemco đấy, Hà Nội địa đấy. Đấy, Tiemco này, một con mồi có tên là Fab Pepper này, có giá nó biết là 1.260 yên nhé. Đấy, con này gần như một con mồi Crank nhé. Đây này, Shadow nhé, đây FP Shadow đấy, đấy. Và con này sử dụng hai chai nữa nhé. Hàng đi mới nguyên, thiệt khá là bé nhé. Lưng của này sẽ lưng hơi màu xanh vàng nhé. Viền bụng màu trắng này, có dập tên đầy đủ này, hai chai nữa. Và ra đằng sau này, ra sau những thông tin công nghệ nhé. Và con này có trọng lượng là 11 gram, trọng lượng 11 gram, mã có đầy đủ nhé, ok đủ nhé. Và có mồi đến hãng Tiemco Hà Nội địa, con này mã số 17 em sẽ để giá 100.000, mã số 17 nhé. Hàng đi mới nguyên. Tiếp tục mã số 17.1 em có một con mồi Crank đến hãng Tiemco tiếp theo này, một con mồi Crank hãng Tiemco đi. Đấy, một con mồi Crank chiều dài này. Con này thì lưng của nó sẽ lưng màu đen nâu này, bụng sẽ bụng màu trắng nha, có ghi này, đây này, đấy. Fat pepper này chấm gr là cái tên nhé. Con này sử dụng hai chân nữa và bên trong có bi tống hỗ trợ đã dài đủ. Con này thì dài nhé, thì đánh đầm này. Các bác có thể câu cá hồng miêu này, cá mú này, cá cháp này, cá chẽn này, cá nhồng đều kia. Đấy. Và có giá nó biết là 1.150 yên này. Đây đấy. 1.500 yên xin được các bác, 1.500 yên khá là cao nhé. Còn ra đằng sau này, ra sau in thông
thông tin công nghệ này. Con này có trọng lượng là 5,16 oz, 5,16 oz tương đương vào tầm 89 gram gì đó, 89 gram gì đó. Đây, hàng như mới nguyên, có mã vạch đầy đủ, hàng như mới nguyên nhé. Cái mã số 17.1 em có một con mồi Crank, một con mồi Crank đến hãng Tiemco nhé. Con này thì trọng lượng của nó là tương đương vào tầm 89 gram, thìa dài, thìa bánh đập nhé. Cái mồi mã số 17.1 em sẽ để ra 100 ngàn, mã số 17.1 nhé. Tiếp tục mã số 18. Mã số 18 em thấy được bao con mồi Jacko, một con mồi Minlao Jacko, một con mồi Kai, một con mồi Kai kích thước là dài 8,5 cm, trọng lượng 6,3 gram, hàng đi mới nguyên, nhé. Đây, một con mồi Jacko đây, đây Jacko đây, đây hàng chuẩn nội địa, đây, một con mồi Minlao Kai, đây sẽ bóc qua xem một, xem nào, có giá màu gì? À không, không giá, con này có giá nó biết là 1,700 yên, là giá khá là cao, mồi Jacko nhé. Con này thì ở Việt Nam mình nhiều bác em thấy bán giá khá là cao, bán cao mà mồi cũ nhá, mồi cũ nó rơi vào tầm 170-180 rồi, mà con này mồi mới em bán cho bác chỉ có 250 ngàn. Đó, không bóc được các bạn, thôi cho bác xem ngoài nhé. Con này thì lưng của nó sẽ lưng hơi màu xanh nâu nhé, xanh nâu nhé. Viền màu trắng này, giữa đầu nó có một cái chấm vàng này, phần cầm nó cả phần đuôi sẽ có hơi chấm màu cam, chấm cam. Con này sử dụng 2 giây nữa nhé. Con này sẽ bên trong này có chỉ tống hỗ trợ làm sao đủ nhé, có chỉ tống hỗ trợ làm sao để đủ nhé. Cái con mã số 18, một con mồi Minlao đến hai Jacko, một con mồi Kai có kích thước dài 8,5 cm, trọng lượng là 6,3 gram, hàng lưu mới nguyên 100% Jacko, hàng nội địa nhé. Thế con mã số 18 này em sẽ để giá là 250 ngàn, mã số 18 nhé. Tiếp tục mã số 19. Mã số 19 em sẽ để bác con mồi VIP Bryson, một mồi VIP Bryson đến hạn Daiwai. Đây, một con mồi cào đáy cá sắt, bên trong có tiếng khá to, tiếp hợp có cá sộp này, cá nóc này, cá nheo này, cá chẽn này, cực kỳ nhạy, con này hàng lưu mới nguyên 100%. Con này có kích thước dài 7,4 cm, dài 7,4 cm, trọng lượng 18 gram, bên trong khá là nhiều đi này, hỗ trợ làm sao cực kỳ tốt nhé, và pha nhạc tính kia cực kỳ to nhé. Và con này có giá nó biết là 1,280 yên, là giá khá là cao nhé. Và ra sau in thông tin công nghệ này, thông tin hướng dẫn sử dụng này, made in Japan nhé, chuẩn luyện nhé, bên cạnh mọi cách nhé. Thì có một mã số 19, một con mồi VIP Production đến hạn Daiwa, có kích thước là dài 7,4 cm, trọng lượng là 18 gram, con này em sẽ để giá là 100 ngàn, mã số 19 nhé. Tiếp tục mã số 20. Mã số 20 em sẽ đem vào con mồi Minlao, một con mồi Minlao đến hãng Smith nhé, đây nhé, hãng Smith có gì đó, hãng Smith.ltd nhé. Một con mồi Smith có tên là D Contact 72 nhé. 72 tương đương con này dài 7,2 cm, và có trọng lượng là 9,5 gram, màu sẽ là màu số 13 nhé. Lưng con này sẽ lưng màu xanh này, viền của nó sẽ viền màu vàng đồng nhé, đây bóng lỏng nhé, đấy phát đánh kim nhé. Bụng sẽ bụng màu cam là khô ghi này, con tắc 72 nhé, nhưng thông tin nhé, con sử dụng 2 giây nữa, hàng lưu mới nguyên 100%. Và sang sau này ghi chữ này, rồi là mã quét đầy đủ nhé, và con này có giá nên biết con là 2,035 yên, này giá khá là cao, hàng lưu mới nguyên. Cái mồi mã số 20, một con mồi Minlao đen Smith đề con tắc có kích thước là dài 7,2 cm, trọng lượng là 95 gram, hàng nội địa Mỹ Japan. Cái mồi mã số 20 em sẽ để giá là 250 ngàn, mã số 20 nhé. Tiếp tục mã số 21 em thấy địa bao con mồi Jacko tiếp theo, một con mồi crank đến hãng Jacko nhé, đây hãng Jacko đây, đấy. Con mồi này có tên là RS 100 nhé, và có kích thước có trọng lượng là 9 gram, một con mồi crank kiểu dáng này, đấy. Lưng sẽ lưng màu đen này, viền hơi màu nâu nhé, bụng sẽ bụng màu trắng, có phát đánh kim nhé, và có chấm bi đầy đủ nhé, hàng như mới nguyên 100%. Con này giống như cherry nhưng mà size to hơn cherry, RS 100, hàng như mới nguyên, một mồi đến hãng Jacko nhé, đấy. Và có giá nó biết là 1,700 yên, và có trọng lượng là 9 gram. Con mồi mã số 21, một con mồi Jacko này em sẽ để giá là 140 ngàn, mã số 21 nhé. Tiếp tục mã số 22 em sẽ để bác con mồi Jacko tiếp theo, một con mồi Jacko đấy, hàng chuẩn địa. Đấy. Một con mồi này có tên là RS 150 nhé, một con mồi kiểu dạng show sát nhé. Lưng trên lưng màu nâu vàng nhé, đấy. Viền bụng màu trắng này, có dập chữ là RS 150 nhé, một con mồi Jacko nhé. Con này có kích thước trọng lượng là 6,8 gram, trọng lượng 6,8 gram nhé, nó không ghi kích thước, nó ghi trọng lượng 6,8 gram nhé. Màu sẽ màu 001 đấy nhé, hàng lưu mới nguyên 100%. Đây đằng sau in thông tin công nghệ đều hàng nội địa chuẩn luyện đến hãng Jacko nhé. Con mồi mã số 22, một con mồi Jacko RS 150 có kích thước trọng lượng là 6,8 gram, hàng lưu mới nguyên 100%. Bên trong có bi ống hỗ trợ làm sao đầy đủ. Con mồi mã số 22 này em sẽ để giá là 130 ngàn, mã số 22 nhé. Tiếp tục mã số 23. Mã số 23 có mồi tương tự, một con mồi Jacko, một con mồi RS 150 có
trọng lượng là 7g, cho nó 7g nhé. Con này lưng chân lưng màu nâu vàng này, viền bụng màu trắng này, bên trong có bi tống hỗ trợ đem sai đủ này. Con này thìa này thì hợp với câu cá cháp này, cá chẽm này, cá nhồng này, cá hồng miêu này, cá mú đều ok nhé. Và có giá nhất là 1260 yên, giá khá cao nhé. Một con mồi giác cổ nhé, hàng nội địa, hàng lưu mới Việt, sử dụng hai giấy nữa, bi tống hỗ trợ đem sai đầy đủ. Và ra là sau in thông tin công nghệ này, đây này pin bi tống hỗ trợ đem sai đây nhé. Đấy, và trên này có 40 pin là phát thanh tiếng kêu, đây đấy. In đầy đủ thông tin nhé. Và có mồi mã số 23, một con mồi giác cổ, một con mồi RS 150 có trọng lượng là 7g. Có mồi mã số 23 em sẽ để giá là 130.000 mã số 23 nhé. Tiếp tục mã số 24 em sẽ đem con mồi VIP, một con mồi VIP Production đến hãng Kencraft Hà Nội địa Mỹ ra bán nhé. Con này cực kỳ hay, con này thì nó sử dụng hai mảnh thép nhé, đây nhé. Đây các bạn nhìn một con mồi đúng không, mà nó sẽ sử dụng hai mảnh thép nhé. Khi bắt kéo thì cái mảnh thép nó cọ nhau này phát ra tiếng kêu ấy, nó thu hút cá cực kỳ là mạnh nhé, đây nhé. Đấy, và con này sử dụng hai chai nữa Hà Nội mới nguyên đây nhé. Ra sau nó in thông tin hướng dẫn sử dụng này chuẩn mã vay đủ nhé lúc kỳ ra đây nhé. Đấy, và con này có kích thước dài 6,6 cm, kích thước dài 6,6 cm này, và trọng lượng là 11,5 gram nhé. Đây nhé, đấy, màu này. Và con này có giá là biết là 1220 này, giá khá là cao nhé. Và có một mã số 24, một con VIP đến hãng Lucky Craft, còn một mã số 24 này em sẽ để giá là 70.000 mã số 24 nhé. Tiếp tục mã số 25 em sẽ đưa bác con mồi thìa, một con mồi thìa đến hãng Smith anh nhé. Đấy, con này có trọng lượng là 1/2 OZ, tương đương 14g. Con này tương đương gần như là con mồi xích, một mồi xích hàng như mới nguyên anh nhé. Đấy, con này sẽ màu vàng đồng và sử dụng một dây nữa nhé, hàng như mới nguyên nhé. Đấy, và có giá nên là 490 yên này, tương đương gần 100.000 giá hiện giờ nhé. Đấy, và trong lượng là 1/2 OZ này, tương đương là 14g. Đấy, ra sau này, ra sau in thông tin công nghệ đầy đủ này, mã quyết này, và trong lượng là 1/2 OZ này, tương đương là 14g nhé. Đấy, một con mồi dích gần như là thìa đến hãng trong mít nội địa, có mồi mã số 25, con này sẽ để ra 50.000 mã số 25 nhé. Tiếp tục mã số 26 em sẽ đem một combo gồm ba con mồi sưu tầm, ba con mồi size lớn. Đấy, đầu tiên em sẽ đem con mồi hét đo, nhé, kiểu dáng giống non nước này, Đấy, và sau có một cái thìa này, mồi màu đen. Con này thì là em nghĩ là bên Nhật người ta không sử dụng, người ta sưu tầm thôi. Đấy, trên thân in vân xương cá này. Đấy, con này không nhầm đến giác cổ thì phải, không đến hét đo đâu, con này đến hạng giác cổ. Đấy, kiểu in vân này của giác cổ. Đấy, hai chiếc lưỡi to đùng, một sưu tầm, bên trong có tiếng đầy đủ, thì là to đùng luôn. Đấy, tiếp tục có một con mồi thứ hai, con này đến hạng đẹp này, có con mồi đến hạng đẹp này. Đấy, đẹp bút rét này, đẹp bút rét, một con mồi kiểu dạng mồi crani nổi này. Đấy, màu cực kỳ đẹp luôn, lưng chân lưng màu xanh kiểu màu giống ếch ấy. Đấy, có chập giống ếch luôn. Đấy, kiểu đấy, thì là thực phẩm nhá. Và ra sau có một cái trong chóng này, đây như này, hiện tại đang buộc lưỡi này ra, cái trong chóng không thay được, bác tháo cái dây này ra. Đấy, bác về bác kéo mồi sẽ xoay vào chóng đi. Đấy, con thứ hai nhá. Tiếp tục con thứ ba em sẽ đem con mồi minao đi nổi, con này đến hãng Simro Bantam. Nương con này sẽ được màu xanh đấy, như đấy, có sọc chấm này và có in vân vảy cá này, bụng trên bụng màu trắng này, viền màu tím, có thể nhìn xuyên thấu nhá. Con này sử dụng hai chiếc lưỡi cực kỳ sắc, lưỡi như mới nhá. Con này em nghĩ người ta chưa sử dụng, người ta sưu tầm này. Và xem có một cái trong chóng này, một trong chóng kèm theo một cái thuyền này, nó sẽ phát tiếng kêu khi bắt kéo dưới nước, nó sẽ đi nổi, và sẽ đi nổi cho nó đắt nhé. Tuy hợp con mang cái chẽm cực nhạy như này. Đấy, và thứ hai có cái thìa này sẽ tạo ra sừng này, kêu mạnh hơn nhé. Thì combo mã số 6, combo gồm ba con mồi sưu tầm, ba con ba hãng nhé. Một con Simro này, con này Jacko này, con này của hãng đẹp nhé. Thì combo ba con mồi sưu tầm mã số 6, ba con này em sẽ để giá là 250.000 mã số 6 nhé. Tiếp tục mã số 27 sẽ đem combo một khu dích nhé. Combo gồm có 246 con nhé, đây nhé, đầy đủ con hãng này. Đầu tiên con này nội địa này, con này đầu nó sẽ có một cái màn lý trong xoắn đấy, và dưới đây sử dụng hai đôi đơn đấy. Đấy, con này không biết tên anh này, con này đã qua dụng rồi, thành ra cái ngoại hình nó hơi bị chốc sơn nhẹ, hơi cả nữa nhẹ. Đấy, tiếp tục con thứ hai con này em có một con này không nhầm đến hãng núc à đến hãng gì nhỉ hãng Majograt đây, một con mồi đến hãng Majograt, trọng lượng tương đương khoảng 10g đây, trọng lượng 10g. Con này đã qua dụng rồi thì thân hình hơi cong nhẹ này, và cái phần sơn có chốc nổ nhá. Trên sử dụng một lưỡi đơn này, ở dưới một lưỡi ba tiêu nhá. Tiếp tục con thứ ba em sẽ đem con mồi này đến hãng gì này, nó có ghi là OHF 10g đấy. Phần này sẽ là full màu hồng này, con này đã qua dụng, mình ngoại hình có với cả sơn nhé. Và mặt bên này sẽ có một khúc hồng khúc trắng này, những khúc trắng này khúc sẽ khoa nhé. Và con này sử dụng hai chai nữa, trên là một lưỡi đơn này, dưới một lưỡi ba tiêu nhé. Rồi tiếp tục
con thứ tư con này nội địa, con này nội địa nhé. Con này sử dụng hai nữa này, trên nữa đưa này, dưới nữa ba tiêu này, trọng lượng 10 gram nhé anh em. Đấy. À, nưng trên lưng màu hồng này, lưng màu hồng này. Viền có hai viền màu trắng này, sẽ là viền dạ quang buổi sáng này. À buổi tối nhé. Và phần dưới bụng này, cái bụng màu trắng này có phát ánh kim, anh em sử dụng hai nữa nhé. Và tiếp tục con thứ năm con này không ghi tên nữa, con này không ghi tên. Con này đủ lưỡi luôn, dưới nữa ba tiêu này, trên nữa đưa nhé. Và con này thì lưỡi hơi dỉ xét chút, hơi dỉ xét nhé. Đấy. Nương xích lưng màu hồng, viền bụng màu trắng, bụng màu trắng nhá. Và tôi con thứ sáu con này cũng trong lượng 10 gram này, một con mụn cũng đến hãng nút cực đấy. Con này thân phun trắng này có phát ánh kim này, phát ánh kim như này, kim nhá. Và con này sử dụng hai chiếc lưỡi, trên lưỡi đơn này và dưới lưỡi ba tiêu nhá. Thì combo bã xoay 7 gồm 6 con mụn cứu dích này, 6 con mụn cứu dích này. Combo này em sẽ để cho bác là giá là 160.000, bã xoay 7 160.000 nhá. Tiếp tục mã số 28. Số 28 sẽ là một combo tiếp theo nhé. Combo đấy là cô suối này, cô suối nhá anh em. Đấy thì đầu tiên có hai con mồi thìa nhé. Đầu tiên con này hai gam này, con này sử dụng hai lưỡi đơn đấy, màu cực kỳ đẹp. Đấy. Một bên sẽ là màu hồng này, một bên sẽ màu đỏ cam cho hai gam nhé. Và tiếp tục em có một con mồi này, con mồi thìa đến hãng Mew này, Mew Forest nhé. Con này trọng lượng nó sẽ là 1.6 gam cho là 1.6 gam nhé. Có tên là ban nhé. Mặt này mặt vàng này, mặt trong sẽ là sơn đỏ khi tên nhé. Đấy, và con này sử dụng lưỡi đơn này, lưỡi siêu bén luôn. Và tiếp tục em có một con mồi spin nội địa này. Con này thì câu có mương cực kỳ nhạy nhé. Và con này sử dụng một lưỡi đơn này, con này có thể thay lưỡi ba tiêu nhé. Và tiếp tục em có một con mồi cu xích, con này trọng lượng tương đương vào tầm 2 gam nhé, và sử dụng một lưỡi đơn nhé. Và tiếp tục em có một con mồi cu xích này, con này cực kỳ lạ, con này kiểu dạng đầu cá nhé, trọng lượng 2.5 gam anh. Và con này sử dụng hai lưỡi đơn này. Đây có nhìn rõ, sử dụng hai đơn và có thêm một chùm lông nhé. Và tiếp tục em có một con mồi sinh kinh đến hãng Nehoa đấy, mồi sinh kinh. Con này sử dụng hai lưỡi siêu mini luôn. Thì combo là gồm có 1, 2, 3, 4 này, 5, 6 con mồi nhé. Thì combo mã số 28 này, combo này em sẽ để giá là 120.000, mã số 28, 120.000 nhé. Tiếp tục mã số 29 em sẽ đeo combo gồm hai con mồi tôm có mực nhé, size 2.5, hai con hai màu nhé. Đấy, đầu tiên sẽ đeo con này màu xanh này, thân có phát ánh kim này, cực kỳ đẹp đấy, đấy, đấy. Size 1.5 nhé, size khá là bé nhé. Đấy, con này dâu riêng đầy đủ này, mắt đỏ nhé, đấy. Màu sẽ màu xanh, cực kỳ đẹp, mỏ đây. Và con này sử dụng hai lưỡi cực kỳ sắc, gần như là new mới nhé, con này gần như new mới nhé. Và tiếp tục, còn một con là 2.5 tiếp theo, con này sẽ là màu cam, con nhìn này. Màu thật full màu cam cực kỳ đẹp, size 1.5, râu ria đầy đủ này, mắt xanh này, mỏ đầy đủ này. Và con này lưỡi sử dụng lưỡi đôi nhé, cực kỳ sắc này. Đấy. Thì combo là combo mã số 29 gồm hai con mồi tôm con mực size 2.5, đồng size 2.5 nhé. Thì combo mã số 29 gồm hai con này em sẽ để là 70.000, mã số 29 70.000 nhé. Tiếp tục mã số 30 con combo tương tự vậy này. Combo gồm hai con mồi tôm con mực đều là size 2.5 nhé. Em có hai con, một con sẽ có màu vàng này, một con màu xanh nhé. Đấy. À, dưới phần áo này nó phát anh kim, phát anh kim nhé. Râu ria đầy đủ này, mắt đỏ này và có ghi size 2.5. Mỏ đấy, cực kỳ là mới nhé. Và con này lưỡi sử dụng lưỡi đôi nhé, cực kỳ sắc luôn. Và tiếp tục con thứ hai con này con màu vàng nhé, con màu vàng này, thân cũng phát anh kim như này, đấy, phát ánh sáng cực kỳ. Râu ria đầy đủ, mắt đỏ nhé. Đây là con ghi chỉ size 2.5 này. Con này sử dụng lưỡi đôi này, hai con này nhé. Đấy, cực kỳ là mới, từ mới gần như new nhé. Thì combo gồm hai con mồi tôm con mực size 2.5, mã số 30, hai con này em sẽ để giá là 70.000, mã số 30 nhé. Tiếp tục mã số 31 em sẽ đeo combo gồm hai con mồi tôm tiếp theo. Hai con mồi tôm con mực đều là size 2.5 nhé. Đấy, hai con này có hai màu khác nhau này. Đầu tiên con này bảy màu nhé. Đấy, đầy đủ các màu luôn. Râu ria đủ này. Dưới phần áo con này cực kỳ đẹp này. Đấy, chỉ là ghi 2.5 này. mỏ đầy đủ nhé. Và con này thì nữa sử dụng lưỡi đôi nhé, cực kỳ sạch nhé. Tiếp tục con thứ hai con này em có màu xanh này, trên lưng có in vân lá cây nhé, màu titan bảy màu đấy. Con này râu ria đầy đủ, size 2.5 đấy, mỏ còn cực kỳ sáng đấy. Và nó con này sử dụng lưỡi đôi nhé. Thì combo 361 mã 31 combo gồm hai con mồi tôm con mực size 2.5 hai con này em sẽ để giá là 70.000, mã số 31 nhé. Tiếp tục mã số 32 sẽ được combo gồm ba con mồi tôm nhé, ba con ba màu nhé. Đầu tiên không có màu cam, con này cực kỳ nhạy cá nhé. Và trên thân có in vân những ngôi sao nhé, size 2.5, râu ria đầy đủ này, mắt còn xanh này, mỏ còn cực kỳ sáng này, lưỡi sử dụng lưỡi đôi nhé, cực kỳ sắc nhé. Con thứ nhất nhé. Tiếp tục con thứ hai con này em có một con mồi tôm size 2.5 tiếp theo con mực này. Con này thì nâng sẽ nâng phần áo màu xanh này, cũng có phát anh kim nhé. Râu ria đầy đủ này, size 2.5, mắt đỏ này, mỏ cực kỳ sáng nhé. Và con này sử dụng lưỡi đôi nhé. Đấy. Và tiếp tục con thứ ba con này thì phun màu đỏ nhé, áo phát anh kim nhé. Râu ria đầy đủ này, mắt màu xanh này đấy,
2.5 mỏ cực sáng và đây nữa đây cực kỳ là sắc cực sắc nhé. Thì combo mã số 32, combo gồm 3 con mồi tôm vô mực này, ba con đều là size 2.5 đồng size nhé. Thì combo mã số 32 ba con này em sẽ để cho nó 100.000, mã số 32 100.000 nhé. Tiếp tục mã số 33 sẽ được ba con mồi tôm, ba con mồi câu nua, ba con mồi câu nua sưu tầm, ba con mồi Bandai đấy, ba con này, con này nhé. Đầu tiên sẽ được con mồi cá heo nhé. Con này sẽ là màu kiểu dạng màu cam phối màu trắng cực đẹp nhé. Con này sản xuất ra năm 1997 nhé. Con này sử dụng hai cái nữa, con này cái dạng đi nổi gót đó, bên trong có bi hỗ trợ làm sao đều nhé, đấy nhá, mọi người cực đẹp đấy. Và tôi con thứ hai có một mồi Bandai, một con mồi bạch bàng nhé. Đấy, con này thân phun màu xanh này, có một viền vàng điểm đấy. Phần màu sẽ màu xanh này, cánh trắng đấy, cực kỳ đẹp. Đấy. Con này gần như chung hàng chủng nhé, đấy. Có khi vận chuyển về hơi sức nhẹ. Và con này đây này nó ghi này, đấy. Sản xuất năm 1998 này, Bandai này 1998 này, sản xuất tại Taiwan, Đài Loan. Con thứ hai nhé. Và tôi con thứ ba có con mồi VIP Production, một con mồi cá mặt trăng đấy. Đấy. Con này cũng sản xuất năm 1997 này. Đấy. Con này đã qua dụng rồi, thì ra ngoài hình nó sẽ hơi cả nỗi nhẹ. Đã qua dụng rồi hơi cái nữa nhé. Thì combo mã số 33 ba con mồi Bandai sưu tầm này, ba mồi Bandai mã sưu tầm này, mã số 33 ba con này em sẽ để giá là 400.000, mã số 33 400.000 bắt đầu nhanh tay nhé. Tiếp tục mã số 34 em sẽ để ba con mồi sưu tầm, một con mồi ba khúc nhé, con mồi này đến hãng Nintendo này, một con mồi đến thị trường châu Âu xuất thị Nhật, con mồi này có tên là Biyazu nhất đây nhé, một con mồi giống xì cá thật này, coi như này tất cả vây nái này, lá đuôi nhé, cực kỳ thật nhé. Nâng con này sẽ nâng màu hơi màu nâu xám này, viền sẽ viền màu vàng ánh kim này, đấy nhé, bụng trắng nhé. Con này sử dụng hai dãy nữa, lưỡi đỏ nhé. Đấy này, ba khúc này, coi như tất cả nhìn vây nái này, cực kỳ đẹp, đây kiểu dáng cực kỳ đẹp nhé. Và con mồi này có trọng lượng như sau, con mồi này thì có trọng lượng của nó sẽ là 60g, trọng lượng 60g, và kích thước con mồi sẽ là kích thước con mồi tương đương dài 17-18 cm. Thì con mồi mã số 34, con mồi này em sẽ để giá là 220.000, mã số 34 nhé. Hôm nay sale ban là sưu tầm nhé, mã số 34 220.000 nhé. Tiếp tục mã số 35 em sẽ để vào combo hộp mồi, một combo hộp mồi spin này, đây được chiêm chuột như ai đấy, made in Japan này, chuẩn bị này, hộp này đựng khá nhiều đồ, đồ dĩ được thì nó khá là dày nhất. Và em sẽ đo các kích thước chuột này. Kích thước chiều ngang cho hộp này sẽ là dài 11.5 cm, chiều dọc sẽ là chiều cao sẽ là 10 cm, và độ dày cho hộp này sẽ là 7 cm, một chuột cửa giống như áp nhé, ôi nhìn khá đẹp nhất. Bây giờ sẽ giới thiệu bên trong có combo màu sầu Wimbat, đầu tiên có combo màu sầu Wimbat kiểu dáng này, có là gắn thêm một cái nữ bồi, và trên này có một cái thìa đến hãng như này, một combo này đến hãng Megabat, ngồi đến Megabat. Các bạn nhìn này, đấy, phôi cực kỳ đẹp, thìa cực đẹp. Cái con thứ nhất nhé, tiếp tục con thứ hai có con mini, con này đi nổi, một mini, con này nó không gặp tên hãng, gặp tên hãng, đây, dâu riêng đầy đủ, đấy, con thứ hai nhé. Tiếp tục con thứ ba có một số viên bát tiếp theo này, con này đến hãng Evergreen, con này dâu riêng không đủ nhưng mà phần sơn đúng không nhỉ, sơn cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc. Rồi tiếp tục con thứ tư, con này chuẩn, nó có râu ria đầy đủ nhưng mà cái nịt này nó bị đứt này, con này có râu ria đầy đủ nhưng cái nịt bị đứt, cái này bác có thể này phải cầm nịt buộc lại nhé, buộc lại ok nhé. Rồi tiếp tục con thứ tư, con này đến hãng gì đây, con mồi này đến hãng Evergreen, con này coi như này cực kỳ đẹp, râu ria đầy đủ này, con này nưng của nó sẽ nưng hơi màu xanh nhá, bụng vàng này. Trên này có một cái thìa số 4 nên hãng Evergreen nhé. Thì combo mồi câu đựng trên hộp này, combo mã số 35, combo sẽ để giá là 170.000, mã số 35 nhé. Tiếp tục mã số 36 sẽ là một combo mồi câu cứng nhé, đựng trên một chỗ hộp nhựa Meho Venture, cho hộp này ngoại hình còn khá là mới, khá đẹp đấy. Đấy. Và ra sau dập luôn Meho Mỹ Japan đấy. À, mặt trên nhựa trắng kính, có thể nhìn xuyên thấu này, và mặt đằng sau cho mặt trắng nhám, có thể không nhìn được nhưng mà sẽ hơi mờ nhất. Và kích thước của chỗ hộp này như sau, chiều ngang của chỗ hộp này sẽ là 20.5 cm, chiều dọc sẽ là 14.5 cm, và độ dày chỗ hộp này sẽ dày 3 cm. Bây giờ sẽ giới thiệu trong chỗ hộp này, combo gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, một gang nhé. Đầu tiên giới thiệu có một combo mini nào, một combo có tên là Saruna 95F nhé, 95F nhé. Và con này có trọng lượng nó tương đương của tầm 10g, trọng 10g nhé. Combo này khá là mới nhé. Nương trên đường đen này, viền viền xanh, bụng trắng nhé.
95m nhé. Đó, size 95cm. Và tiếp tục em có một con Mina tiếp theo, một con mùi size siêu bé, siêu bé. Tiếp theo cũng UNO chân này. Có thể sử dụng hai dãy nữa nhé. Bên trong cũng có bi, có tiêu tiêu đầy đủ nhé. Đấy. Đấy. Nung này nung màu vàng này, viền viền màu trắng này, bụng sẽ bụng hồng nhé. Đấy. 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 Rồi tiếp tục con thứ ba, con mùi Mina tiếp theo. Một con mùi Mina này. Con này thì không nhầm đến hãng con này không nhầm đến đùa này. Nương trên nương màu nâu này, viền trên viền hơi màu xanh nhạt này. Bụng trong trắng nhé. Sử dụng hai dãy nữa nhé. Con này thì không nhầm không tiếng. Con này sẽ không tiếng. Đấy. Size siêu bé nhé. Con này trọng lượng này. Trọng lượng con này tương đương khoảng tầm 4g, trọng lượng 4g nhé. Và kích thước con này thước tổng chiều dài này 5,7cm, dài 5,7cm. Con thứ ba nhé. Tiếp tục con thứ tư em có một cú rích này, một cú rích này. Con này sẽ là phát sáng dạ quang, nhé. Mắt sẽ mắt một tím này, thân sẽ thân phát sáng dạ quang nhé. Và sử dụng một lưỡi nhé. Đấy. Tiếp tục sang em cạnh em có mấy cái lưỡi rích hết xe nhỏ này. Đấy. Và tiếp tục ngang trên em có một combo mùi u nò này, đây u nò mùi mềm, mùi siêu mềm luôn. Có sẵn nữa nhé. Đấy. Tiếp sang em bên này em có hai body kèm theo hai lưỡi. Và tôi sang em cạnh em có mùi Rapana ấy. Sản xuất ở Phần Lan, Rapana đây nhá, đây nhá. Đấy. cực kỳ đẹp, gần như mới nhé. Con này sẽ là màu hồng nhá. Con này dưới sẽ có một lưỡi ba tiêu này, hai bên sẽ có hai lưỡi đồng thau hai bên nhé. Đấy. Và tiếp tục em có con mùi Rapana tiếp theo nhé. Con này thì đầu sẽ đầu màu đỏ này, lưng sẽ lưng màu xanh nhạt này, đấy nhá. Và phần đầu sẽ hơi màu kiểu là màu cam nhạt. Đấy. Con này màu cực kỳ đẹp, màu ánh kim đấy. Một con mùi Rapana này, Rapana có nhìn rõ đây này, có dập Rapana đấy. Phần đầu và đuôi sử dụng hai lưỡi đơn và ở giữa thân này sử dụng một lưỡi ba tiêu nhé. Và tiếp tục có mùi Rapana tiếp theo này, con này phun vàng như này, phun vàng cực kỳ đẹp đấy. Quên không đo, con xem trọng lượng này, trọng lượng con này tương đương tầm 6g nhé, trọng lượng 7g, 1, 2, 3, 4 con này trọng lượng đều 7g nhé. Đều là mùi Rapana cực đẹp nhé. Đấy. Thì combo là có mùi mềm này, mùi cứng thập cẩm này. Thì combo mã số 36, combo hộp mùi này bán cho bác ở hộp của ruột, mã số 36 sẽ để giá là 250.000 mã số 36 nhé. Tiếp tục mã số 37 sẽ được một chiếc hộp đựng mùi nhé. Đấy, hộp mùi này. Đấy. Hộp này sẽ là sử dụng như ABS, hộp gồm hai mặt, khá là dày, đựng cực nhiều đồ. Đấy. Hôm nay đã qua sử dụng rồi thì cái mặt nó sẽ hơi bị chảy xước nhẹ, mặt bên này vậy nhá. Mặt trên này hai mặt nó sẽ là màu trắng trong và phần khung sữa sẽ là màu xanh đục nhá. Và cho hộp này có kích thước như sau, kích thước chiều ngang cho hộp này sẽ là 21,5cm, chiều dọc sẽ là 13,5cm và độ dày cho hộp này sẽ dày 5,5cm nhé. Bây giờ sẽ chế độ thứ hai, một đầu tiên này, đây cái hộp này này, khi bác mở này bác cứ bóp này mở nhé. Đấy, khá là hay nhé. Thì mặt bên này này thì nó em hiện tại nó có ba vách nhưng mặt bên kia cực nhiều vách này. Sản xuất tại Gia Lai này, chuẩn như ABS đây, chuẩn như ABS đây. Đây vách có thể di chuyển thay đổi kích thước ngăn. Đấy, tôi sang mặt bên này siêu nhiều vách này. Đấy, phải siêu nhiều vách, vách những vách này có thể là di chuyển sang ngăn mặt bên kia để có để đồ cho dễ hơn. Đấy, cực nhiều vách này. Vách đều vách ngàm ma nhé. Vách này thì cực kỳ cứng cáp, không giờ sẽ bung nhé. Thì chỗ hộp mã số 37, một chỗ hộp đựng mồi, mã số 37 hộp đã qua dụng, hộp như ABS nguyên sinh, sản xuất tại Japan. Hôm nay mã số 37 sẽ để giá là 150.000 mã số 37 nhé. Thì clip hôm nay lên bác tổng cộng là 37 mã. Thì bác ưng mã nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0878 690 999 để chốt hàng trực tiếp. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.